có biết tên, mình không, không biết có tên hỏi. Mình hỏi ta được trời. Mình ta chỉ vô hướng đó gì đó rồi cái mình đi vô đó mình ải à, chứ không có hỏi tên, mình không có biết đâu. Ở ngoài đó nó chắc nó cũng không biết tên bà đó đâu. Không lẽ chị bà thầy chị không hỏi rồi sao một người khác không, hỏi không có một người hỏi cho nói với em là chỉ cho chị uống thuốc nè. Ừ. Cái người nương tựa lắm nhưng mà ta thấy hoàn cảnh mình nghèo khổ không chị thì đàn ông mà. Ngày mà nghe nói mấy chân vô quay gì đó, ngày đó cũng nhậu trong quê nó mới gì rồi trong quay cho em mấy con cháu nó vô giúp thì cô bác nó cảm ơn mà nhưng giúp không đúng mục đích luôn à. Ôi thằng bé nói chuyện dễ thương. Ngoại ơi con muốn coi điện thoại. Ngoại hãy nói. Con muốn coi điện thoại. Ủa chị em chào chị ha. Ủa mình mới đi đâu về chị? Dạ dạ xích ra đây đi chị. Cái trơn nó mùng ở nhà. Bữa ướt hết hả? Cho em đeo cái mít với ha. Đi đâu vậy? Má ẩm cháo đi kìa. Cháo quá quậy rồi. Là mình đi lấy thuốc ở đâu ta? Lấy thuốc bên cái bà thầy gì ở bên đó đó. Bên nào chị? Dạ. Cái bà thầy gì mà bà ở chỗ đường mộ của ông ba ông gì ta vô đó. Thuốc nam hay là thuốc nam á? Ờ thuốc nam á. Ông ba Phú Tân ha. Ờ. Bên đó bên An Giang đó mà kêu bà thầy gì bà ở với trong đồng á. Ai chở chị đi? Cái ông xe ôm đó kìa. Đi ngàn nhiêu chị? Ừ. Ông chở ở đây qua bển, ông lấy có 150 bằng đi bằng về. Thuốc thuốc nam. Thuốc nam. À bệnh gì ta? À, lúc trước thì nó bị mà dòng kinh đồng tháng mấy 2 tháng gì đó. À. Rồi người ta nói bị ung thư. Rồi cái mình đi khám có giấy xét nghiệm rồi đây đâu đó đầy đàng hoàng hết trơn rồi. Nhưng mà mình đi đang đi hốt là hốt bệnh gì chị? À giờ hốt bên u sơ u nang với kinh tọ nè. À bị kinh tọ mình kê tê nhất á. Thuốc nam hốt lần chắc nhiều lắm đâu hết. Không có mấy ấy à. Mình hốt vậy là bà thầy bỏ cho bao nhiêu ngày uống hả chị? Có năm ngày, có năm thang à, hết năm thang đó mình đi hốt nữa. À, hết rồi nãy quẹo về lấy thuốc bắc đồ kia uống thêm. Có thuốc bắc thuốc tây gì tùm lum cho mang theo lủng lẳng đó. Có giấy xét nghiệm đồ đầy đủ luôn. Chị mới hút về. À, em không thấy. Ở ngoài xe kìa. Rồi đó bọc thuốc nam nữa kìa. Cũng người ta chỉ cái nào uống cái đó gì đó. Nó bọc thuốc nam nó treo cũng có nữa đó. Thuốc nam cũ nữa chị. Cái thuốc nam mới thì chưa thấy. Chưa. Cho nên đưa cái nào thì mình chỉ cái nào uống cái đó chứ biết sao giờ hoàn cảnh mình khổ giờ người ta chỉ uống cái gì mình uống cái đó. Là chị đang đi hốt ở Châu Đốc hay là ở đâu ta? Đi cái đường này nè, cái đường gì, cái bà thầy gì ở bên chỗ bên An Giang bên đây nè. Đang em biết em chỉ cho người ta. Ừ, đi qua bên bà thầy đó, cái bà thầy gì, bà ở mộ của ông ba gì đó, mộ đi vô. Ba. Ừ. Ông ba thì ở Phú Tân, Chợ Mới. Ừ, không biết chỗ đó, mình không có đi đó, mình không có biết. Chỉ mình đi theo người ta chỉ mình đó, cái mình đi sau đó. Là mình đi lâu chưa chị? Đi hồi sáng, đi lúc 7 giờ sáng rồi nè. Không, mình đi hốt bà thầy đó lâu chưa? Không, mới đi lần đầu tiên à. Bị người ta chỉ, mình mới đi lần đầu tiên à. Mình đi theo người ta. Trước đây là mình đi ở đâu? Trước đây thì mình ở nhà mình thuốc bắc cũng có, dầu thuốc tây cũng có, dầu thuốc nam người ta chỉ uống thuốc gì đó, mình lấy thuốc đó mình uống. Là hốt lần gì là nhiêu tiền? Hốt thuốc nam người ta không ăn tiền, mình chỉ tốn tiền xe, tiền đồ thôi, với tiền ăn mình thôi, chứ người ta không có lấy tiền. Chị có số bà thầy đó không ta? Không, không có xin số điện thoại. Có mấy người ở đây, trầm sớm ở đây người ta có xin. À, tôi nói có số bà thầy cho em xin để em chỉ cho mấy người về. Không. Chắc có lẽ ông xe ôm ông với Cường biết chỗ bà thầy. Không, vậy. Ở ngoài này có xin, ở ngoài này nó biết bà thầy đó gần. Rồi lúc mà chị đi không có liên hệ bà thầy đó trước sao bà biết không, có nhà? Không, mình tự đi luôn vậy đó. Tự đi? Ừ. Rồi người ta không chỉ biết thì nhà, mình rồi không biết số điện thoại luôn sao đây? Không, mình đi mình hỏi người ta. Mình hỏi người ta lần lần á. Rồi cái mình đi vô đó, mình hốt. Có nghĩa là chị biết địa chỉ của bà thầy đó rồi. À. Rồi chị kêu ông xe ôm chở theo cái địa không, chỉ không, người chị. Ta biết á, mình ta biết rồi mình đi mình hỏi lần lần theo gì nè. Là người ta biết mà ai biết? Cái ông xe ôm đó đó, ông biết rồi cái ông. Sao ông chị bệnh của chị mà ông xe ôm không biết? Không, ông biết mà, ông chở người ta đi qua đó mà.
không cũng từng chở người ta đi. Ai là chị, ai chỉ chị? Dạ. Ở xóm này nè, ta chỉ có thằng ở ngoài trước này nó cũng có chỉ nữa nè. Nó chỉ nó nói rồi, bà rồi đó. Chị? Mình không có biết tên, mình không, không biết có tên hỏi. Mình hỏi ta được trời. Mình ta chỉ vô hướng đó gì đó rồi cái mình đi vô đó mình hãy chứ không có hỏi tên, mình không có biết đâu. Ở ngoài đó nó chắc nó cũng không biết tên bà đó đâu. Không lẽ chị bà thầy chị không hỏi rồi sao mốt người khác không, hỏi không có một người hỏi cho nói với em là chỉ cho chị uống thuốc nè. Không có hỏi. Không có biết tên. Không. Không biết địa chỉ. Không có số điện thoại luôn. Không, mình chỉ mình đi tìm lần lần mình hỏi rồi bà thầy đó đó gì đó rồi hút thuốc gì đó mình đi luôn. Có bữa hổm thì có cũng có hút ở trên thu tiệm thuốc trên hút thuốc nam trên này ông thầy tơi trên này nữa. Cái anh xe ôm nó gần đây không có chị? Ông ở dưới này nè. Vậy là nữa có thể mình lại mình hỏi với anh xe ôm không anh ngồi trước được nè. Hỏi cái thằng trước cũng trước được. Xâm nè, nó chăn chỗ đầu cầu này nè, nó cũng biết bà đó nữa. Nó cũng có đi hút bà đó nữa. Rồi sáng có đi mà rồi xong cái mình quẹo lên mình lại bà rồi mới đi về. Đi lại bà ở ở Châu Đốc á. Từ đó lên Châu Đốc xa không? Cũng xa mà. Rồi đi rồi lại bà rồi cũng mới về thôi. Nhưng mà em thắc mắc là khóa nó chị ngày nào cũng đi hút thuốc trơn mà chị nói là hút đi, ngày là đi khám bệnh. Đôi có đi khám, ngày đi hút thuốc thì có mà mình có đi khám bệnh thì cũng có. Nhưng mà không phải là đi mỗi ngày, như mình trong mình mệt hoặc cái gì đó mình mới đi, còn để hút thuốc đó, thì cũng ta cũng đưa 5-3 ngày rồi người ta chỉ lấy thuốc đó mình cũng đi bẻ thuốc đó mình uống. Hôm trước thì tôi cũng có đặt thuốc của ông thầy bảy gì đó, cây cỏ gì đó, cây cũ cũ. Ông thầy uống thuốc nam mà chị không đeo sao uống hết. Cây mình thấy nam là uống phải lâu dài chứ. Cây uống nó không có hết, nó thấy nó cũng còn nhức tơi đồ này kia, rồi mình đi chuyển qua người ta chỉ người nào thì mình đi hút chỗ đó. Nó ấm tôi hút thuốc tôi mới sắp uống, có ông thầy bảy bữa hổm ta cũng có chỉ là cái cây cái củ bạc hà núi gì đó tôi cũng có tìm ông. Nhưng đó chị phải uống lâu dài nó mới hết chứ chị uống ngàn bữa sao hết được. Đấy mình uống ta chỉ chỗ nào thì mình uống chỗ đó, gắng uống giờ biết sao giờ. Nay đi thầy này mai đi thầy nọ sao được, ta nói đa sư thì hư bệnh. Có thuốc bắc nữa, ta chỉ thuốc bắc thì uống thuốc bắc. Có thuốc bắc nam tây luôn hả? Có hết luôn, đầy đủ luôn. Người ta kêu mình cho canh. Cho em coi cái bệnh án của chị với. Để hôm trước là có một ông thầy đó có điện cho em nói là chị bệnh gì để nói cái bệnh án của chị để mà biết. Nè, thuốc bắc nè. Lọ hũ luôn nè. Nhà không có nói dốc đâu. Hết, ha. Cũng hết trơn. Đây nè. Em coi bệnh án để mà biết để có nè. Thầy đó có thể lên. Ở đây nè, thuốc tay nè. Thì cuối cùng là điều trị theo phác đồ nào? Bây giờ thì người ta chỉ theo bên... Đưa em coi làm biết nè. Cái giấy xét nghiệm. Không có giấy xét nghiệm bữa đó đâu à. Kiếm giấy xét nghiệm. Nè, thuốc nữa nè. Đó. Giấy xét nghiệm bữa đó 2 tuần nè. Mới đem về nè. Giấy xét nghiệm là 2 tuần nè. Cái đó giấy siêu âm hay gì đó, hai giấy xét nghiệm 2 tuần bữa đó. Bị bệnh phụ nữ á. Ờ, đúng rồi. Nè, siêu âm nè. Có giấy xét nghiệm 2 tuần bữa đó nữa. Có hết trơn nè, đầy đủ luôn. Vậy thì cho cô bác bên chị biết đi. Không, đừng quay vô đó. Đừng quay vô chợ tên nữa. Mất luôn. Thầy... Rồi được rồi chị, rất hay. Mình thường đi bệnh viện Tân Hồng hả? Hả? Tâm trí nè. Tâm trí chỗ ấy ông Mận nè. Dạ, tâm trí. Em cắt đi chị. Cắt đi. Ngủ. Còn cái giấy xét nghiệm 2 tuần nữa. Hôm trước là nhà của chị ở ấp nhất hả? Thống nhất đúng không? Dạ, ở Thống Nhất. Tại vì tôi em muốn hỏi chị gì nè. Có thì được mừng cho chị, cho đỡ cho bé quá. Dạ. Là nghe nói là chị có bé quá có cha dượng rồi có không? Không. Không hả? Ai người ta đồn vậy thôi chứ mà bằng mình á thì á không mẹ giá con mồ côi. Thì nói chung ra thì đàn ông thì nó phải cà cơ dây ngẫm rồi, nhưng mà người ta đồn cái gì đó thì tùy mấy anh mấy em thì nghĩ xét giùm để chứ còn thì tin lời người ta thì cái đó thì không biết được. Thì nó có để em biết, nếu như mà có thì cũng đỡ cho bé quá, khỏi đi bán cái số nữa. Không thì như hoàn cảnh của chị vậy. Tại đó rồi. Thì Quân cũng nói là muốn nói gì đó nói. Ấy chứ chị bệnh hoạn gì phải có người nương tựa chứ.
cũng bị quá, nó đi bán hoài thì nó tội cũng nghiệp. Muốn kiếm người nương tựa lắm, nhưng mà tao thấy hoàn cảnh mình nghèo khổ không chị, thì đừng ngâm mà ăn được thì nó ăn rồi nó bỏ rồi, chứ nó đâu có để ấy đâu thứ đâu. Bình luận rằng đó là nói trước đây cũng có người quay chị hỗ trợ, chị số tiền cũng lớn hơn chị. Có thì đó, có ai nhờ chị không? Nhờ người ta quay đó, rồi mới đi bệnh viện tâm trí nè, mới khám bệnh nè, bữa hổm mà là hết 2 triệu mấy, rồi đợt sau hết mấy trăm nữa. Có có, tôi có nào có là tôi nói có, còn không là nói không có nói dốc hai chứ. Thì mạnh từng quân có giúp đỡ được thì tôi cảm ơn nhiều, nhưng mà còn người ta nói gì thì mặc kệ người ta, chứ giờ tôi nói thì đi có mắc mưa không chị? Không có tầm mà mũ có đà, mặc áo có mưa. Ngày mai chị có đi nữa không? Có hôm qua biết sao cái này đi không, hôm qua có đi bán phụ nó tiếp mớ, sáng nay cũng có ở nhà bán tiếp 50 tờ nữa nè, sáng nay nè chút xíu giấy sớ đem lại gần 150, nói mẹ con bán mệt quá. Sáng chị bán tới mấy giờ chị mới đi? 6 giờ mấy mới đi, sáng này tao lời tao bỏ đó, nó nói mẹ con mệt quá, mẹ bán phụ con 50 tờ. Sáng này thì đi bán phụ nó 50 tờ. Rồi bé quá, bán nhiêu tờ chị? Nó bán 100. Sao thường ngày bé quá nó bán có 120 tờ mà? 120. Có bữa có giấy số thì 120, còn bữa nay là giấy số nhiều nè, người ta kêu lấy phụ người ta tiếp là 150. Nó nói mẹ ơi bán phụ con 50 tờ đi để con bán 100 tờ. Ngày mai cũng có thể đi bán phụ con. Thấy bán gì nó đẩy xe tới đâu rồi nó điện, ừ mẹ tiếp đẩy về giống con, thì đi cũng đi tiếp con đẩy về với nó. Tại hôm nay là tụi em có công việc ở trên này đó, rồi tụi em đi ngang gặp bé quá cũng đẩy nữa, rồi hỏi là có mẹ ở nhà không ghé thăm. Là nữ nói chị đi hút thuốc gì đó. Dạ. Hôm nay là đi hút thuốc ở Châu Đốc, em tưởng đâu là chỗ cũ. Dạ. Ở đó luôn. Dạ. Mà hôm nay là đổi thầy nữa ha. Đổi chỗ, bữa mấy bữa thì có đi lên ông thầy trên này, ông thầy tơi trên này hốt trên này. Dạ. Nói chung là chúc chị mau hết bệnh để mà có thể cùng với bé hóa mà mẹ con chia sẻ cái gánh nặng, chứ thấy cũng tội nghiệp quá. Dạ không, thì tôi cũng cầu mong cậu trời cũng phạt cho tôi hết bệnh đi. Ừ. Giờ đang tôi đi bán phụ nó, để thấy nó cũng tội. Tôi cũng biết lắm chứ bạn không biết đâu. Nhưng mà chuyện ai đồn thì mặc kệ. Cầu mong mạnh thường quân thương mẹ con bà cháu tôi giúp đỡ cho tôi là được rồi. Nay mình ăn cơm gì chị? Nay ăn chay á. Ăn cái đó với rau luộc chấm với... Rồi đi qua tới Châu Đốc là 150 ngàn. Vô đó cũng vô, rồi đi qua bên Châu Đốc, rồi đi vô chùa gì đó, chùa mướp chùa gì đó, vô đó ăn cơm chay, cho tôi không có ăn cơm ở ngoài nữa. Dĩa tới 30 ngàn lắm, không có ăn. Mà ông sơm gì lấy ghẻ vậy? Ông thấy tôi nghiệp á, chứ tôi đi ra ngoài chợ ông Ngự đó, ông chở đi ấy đồ này kia cũng không có lấy 50, là ông nói thấy bà hoàn cảnh bà khó khăn quá, tôi lấy 50 thôi. Thấy anh nào cũng đi Châu Đốc mới về đó. Cái đó thằng cháu. À, đi chung chị ha. Dạ. Hai đó là hai vợ chồng. Hai vợ chồng đó. Còn chị thì mướn xe ôm đi. Dạ. Đi chung. Dạ. Rồi ông kia có bệnh không đi hút thuốc chung nữa? Không, ông chở đi mà. Không, nè, như... là hai vợ chồng kia không, nó đi, nó cũng đi chứ nữa, rồi nó cũng đi sẵn qua chùa nè, giấy này xét nghiệm 2 tuần bữa đó nè. Có giấy xét nghiệm nữa nè. Dạ dạ, bệnh thì phải trị đó. Dạ. Bây giờ thì quá chất nhiều nên là nữ lên. Em đọc dùm đi. Phụ nữ thì cũng những cái bệnh nó, này thì nó không nhiều, có nói dốc đâu, cái này chơi. Là thật sự. Còn dạ. Nhưng mà cái chuyện của ai đồn thì bất cứ người nào đồn đó thì cứ đồn, nhưng mà hoàn cảnh của mẹ con bà cháu tôi thì nói như vậy đó. Dạ. Cứ thế vậy đó. Dạ. À, vậy đi chị, thôi cũng cố gắng ăn cơm đi, nghỉ ngơi cho khỏe bệnh hoạn mà ha. Ừ. Tụi em xin phép tụi em về ha.
Cố gắng giữ gìn sức khỏe nha chị. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Ngày hôm nay thì đáng lý ra là một ngày thì Bùi Hồ sẽ trao số tiền của Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho gia đình của bé Hóa. Tuy nhiên đó thì có một số thông tin khi mà anh em đăng clip lên đó thì cho rằng mẹ của bé thì không thật sự là bệnh hoạn giống như những gì mà đã chia sẻ ở clip trước. Cái thứ hai là hiện nay mẹ của cô Quá thì cũng đã có một cái nơi gọi là nương tựa, một cái chỗ dựa. Tuy nhiên thì khi mà chia sẻ đoạn clip thì bé Quá có nói là chỉ có ba mẹ con sinh sống thôi. Thì thật ra thì đến đây thì muốn hỗ trợ cho bé Quá để cho bé bán vé số có thể được đắt hơn, để biết được thêm nhiều về cái hoàn cảnh của em, cũng như là có thể giúp đỡ em vượt qua trong cái thời gian khó khăn. Tuy nhiên thì có một sự việc như thế này cô bác quý anh chị. Bé Hóa và ở trong cái gia đình đó thì nó có một cái gì đó nó hơi bị lấn cấn. Và hôm nay thì nghe một người chị mà đã từng biết rất gần về gia đình của bé Hóa và chia sẻ ha. Thì em chào chị. Em không biết là hoàn cảnh của mẹ bé Hóa bán vé số như thế nào hả chị? Trước nó trong sinh tốt nhất thì nó ra đây thì nó có bà chị dâu với cháu con dòng họ con cháu nó ra đây hết. Từ ở chồng nó mít lòng sao thì mình không biết, thì nó ra đây nương tựa ở đây thì cái bà chị đó thì bà cũng hướng dẫn cho nó cách chỗ đó cho nó ở, cho mẹ con nó có chỗ ăn chỗ ở chứ ở đậu ở tạm ta không có được. Bà nhân nhiều dắt nó ra đây ở thì bà nói là bà sai hoàn toàn luôn, là ở đây thì nó không có nhường nhịn ai hết trơn. Nói chung là ai nói gầy la nói gì nó cũng chửi hết trơn. Giờ thậm chí nó đi nhậu mà chồng nó nói là cũng như bà bệnh hoạn, bà ta lợi tôi quay đu súp gì đó, mà bà đi nhậu và của mình lên bà ba bốn cha đàn ông rồi quay lại chửi chồng nó quá trời chửi, không ai khuyên được hết trơn. Bây giờ cái thứ nhất cho em biết là mẹ cô bé Quá có bị bệnh giống như là chia sẻ không? Nói chung nó bệnh đàn bà, bị gông kinh thôi chứ nó không bệnh gì hết. Vẫn có nhậu nhẹt đúng không? Giờ hết rồi. Dạ, vẫn có nhậu nhẹt. Và hiện nay thì đang sống với một người chồng. Cái ngày mà nghe nói mấy chân vô quay gì đó, ngày đó cũng nhậu trong quê nó mới về rồi chân quay. Nên là nữ là cái mặt đỏ hồng hồng đúng không? Dạ, nhậu đấy. Là nhậu mới về? Chồng nó nhậu chồng đó. Em có hỏi một cái câu là vì sao là chị lại đẩy con của mình ra đường mà chở cháu đi mưu sinh như vậy? Chị cũng không biết, cũng như người này người kia nói sao mà không để ở nhà giữ cháu. Thấy tội. Thấy tậu vậy đó, thấy nắng nâu vậy, cái nó còn chửi người ta, cho nên là không ai dám nói. Cái không đúng thứ nhất là có gia đình nhưng mà bé Quá thì có cố tình che cho mẹ của mình. Đúng có rồi. Nghĩa là có một người đàn ông mới. Dạ. Và có phải là ba của bé Quá là bỏ mẹ con của bé Quá không hay là như thế nào? Ba nó bỏ đi rồi thì vợ chồng tự lộn rồi dặn đuổi thằng kia đi đó. Mới gặp thằng sau này. Mới gặp anh sau này. Thật ra thì các anh em thì cũng không có muốn để mà chia sẻ một cái thước phim nào phanh phui quá về một cái câu chuyện cá nhân đời tư. Thật ra khi mà các anh em không có quay á thì bé Hóa cũng sẽ đi bán như vậy. Nói chung là giúp cho em mấy con cháu nó vô giúp thì cô bác cảm ơn, mà nhưng giúp không đúng mục đích luôn. Sử dụng đồng tiền cũng không vô mục đích luôn. Tại vì trước đây có một bạn quay cũng có hỗ trợ số tiền là mười mấy triệu hả chị? Chị cũng nghe nói, chú không biết, cũng nghe thôi chứ không biết. Không biết chính xác. Nên là nữ mình biết chính xác thì mình nói. Tại vì cái thứ nhất là anh em mà đi qua như thế này đó thì chỉ có người hàng xóm là mỗi người biết rõ nhất. Thấy bé Hóa là ai cũng đáng thương, thậm chí là người ta cho đồ ăn này kia. Tuy nhiên á là như thế này nè cô bác quý anh chị, mày đừng xíu. Mình không chia sẻ cái sự thật này á thì lại sử dụng đồng tiền không đúng mục đích thì nó khác nữa. Tại vì ngoài kia cũng còn khá là nhiều mảnh đời khó khăn. Nên là nữ là nhiều hôm nay thì mình sẽ thông báo cái clip này cho Mạnh Thường Quân để biết được rõ, để mình có thể giữ lại cái số tiền đó để giúp bằng hoàn cảnh khác. Thật sự nhầm người có nhà là sự thật khổ hơn cái người không có nhà. Nó thiệt. Hiện nay là mẹ của bé Hóa vẫn còn đang nhậu nhẹt này kia đúng không? Chứ không phải là đi hút thuốc giống như là lời của mẹ bé Hóa nói. Cũng có uống. Cũng có. Nhưng mà vẫn còn nhậu. Nhưng mà em uống bốn bưng không? Em không hiểu tại sao là lại đẩy con mình ra đường mà đi bán vé số từng tờ lại rồi lại đi nhậu như vậy ha. Thì con lý là nhiều lý
do hôm nay anh em tụi mình nó làm cái clip này á, là lúc trước những video clip đầu á thì cũng có hỏi bé Hóa, thì bé Hóa nói là không có cha, chỉ có ở với mình mẹ với cháu à. Nhưng mà cha nó về quê trong nhà trong nên nó nứt. Trong khi đó cũng có nhiều người bình luận và nhiều người cho biết trực tiếp luôn là có cha dượng, nhưng mà hỏi tới bé Hóa thì bé Hóa giấu là nó không có, nên anh em mới làm cái clip này để cho sáng rõ cái sự việc đó. Có cha nó mặn ngày ba, cha dượng nó mặn ngày 300 ngàn mặn cho chồng. Cha dượng thì làm hồ vẫn làm được, nếu như mà mình tính suy đi tính kỹ đi lại á, thì tại vì thương là người ta thấy hoàn cảnh đáng thương đẩy ngoài đường nên vậy thì lang thang mưa gió không biết sao. Tuy nhiên thì nếu như mà cha dượng làm ngày 300 thì gia đình vẫn có thể sống đủ. Đầu tiên nó chạy bằng xe đạp, sau nó mua cái xe đó 500 ngàn đó. Dạ. À. Em thắc mắc như là chị, bé Hóa thì đi bán từ sáng tới chiều mà vậy phải là tự nấu cơm ăn. Người mẹ ở nhà làm không? Không, nó đâu nấu. Mẹ nó nấu cho cha dượng nó nấu chứ nó không nấu. Chơi ăn không? Nó đi chơi nó ăn không? Đi bán về là hả? Cũng về nhà là đi chơi hả? Đi chơi, cũng chơi vòng vòng không, ở sớm. Con nít mà nó không sao? Cái vụ mà nó nấu thì không có. Cha dượng nó nấu, cha dượng nhờ khi mẹ nấu, cha dượng nó nấu. Thì đó cũng là một cái điều anh em mình thắc mắc. Trong khi đó Hóa thì nói là vừa tự nấu. Giờ đúng rồi. Nó biết quán thì cũng tại là thương mẹ thôi, nhưng mà thật ra thì dịch chuyện gia đình đó mình không có can ngăn vào. Thật ra chia sẻ đoạn clip ngày hôm nay á, mà thật sự là vụ nấu ăn uống thì cha dưỡng nó với mẹ nó không à. Chia sẻ đoạn clip này để thông báo cho cô bác với anh chị thì Bùi Hồ sẽ liên hệ lại với tất cả các mạnh thường quân đã ủng hộ đến thời điểm này cho gia đình của bé Hóa, và sẽ có thể là có hướng là gửi giúp những cái hoàn cảnh khác hoặc là trả tiền lại cho mạnh thường quân. Tại khi mà mình không biết á thì thôi, nhưng mà mình biết mình cố giúp đỡ thêm nữa thì sử dụng đồng tiền không đúng mục đích á thì nó lại nó sẽ tạo cho người ta một cái sự đi xuống. Và hôm nay anh em mới bắt dĩ làm cái clip này, cũng mong là cô chú anh chị mình đừng quân thông cảm để cho vì sao mình một cái hoàn cảnh đáng thương như vậy mà mình lại không nhận tiền giúp. Rồi thật ra thì hoàn cảnh đó nhiều này của cô chú anh chị mạnh thường quân nói tìm một cái ngôi nhà nào đó cất, nhưng mà trong dự định anh em cũng có tương lai là như vậy, nhưng mà đến thời điểm bây giờ thì sự thật thì nó không đúng như vậy. Và có một điều xác minh là mọi người nói là đều có cha dượng và lao động vẫn làm ra tiền. Tuy nhiên mình mượn hình ảnh của em bé để đi ra đường để kiếm tiền mà mình để đi nhậu nhẹt một cái điều gì đó, mình ở đây mình không khẳng định nha, nhưng mà nghe mọi người đều cỡ như vậy thì thôi thì mình bây giờ mình tạm ngưng hỗ trợ để mình tìm những cái hoàn cảnh khác ha. Còn chắc có lẽ số tiền mà Bùi Hồ đang giữ đây sẽ liên hệ với tất cả các mạnh thường quân sẽ gửi lại cho mạnh thường quân, hoặc là có những cái phương hướng xử lý tiếp theo. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là cảm ơn chị không dám lên hình tại vì nó ảnh hưởng đến cuộc sống nữa. Với lại thật ra đây cái thông tin đó thì mình sẽ luôn gọi là cập nhật liên tục và để mà hiểu rõ thì đấy có những cái vấn đề các anh em cũng không ngại chia sẻ trên đoạn clip này. Và chắc có lẽ thì bây giờ các anh em cũng xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ha.